giới model, mình là Nhâm Phương Nam. Chào thế giới mua đồ, mình là Minh Khắc. Hi, thế giới mua đồ, mình là Hà Anh. Có những lời động viên và như là những lời khuyên để giúp Tiến vượt qua được những cái bão tố dư luận trong thời gian đó mà Tiến không đối mặt được. Xin trân trọng giới thiệu chị Cindy thế này. Cái vai diễn ở trong Hạnh Phúc Máu mà mỗi cái câu thoại của cô ấy đều làm Tiến cảm thấy rất là phấn khích, và đặc biệt là Tiến cảm thấy rất vui mừng và biết ơn, bởi vì cô ấy là cái người mà đã giúp Tiến rất nhiều trong cái việc sản xuất cái phim Hạnh Phúc Máu mỗi ra rồi đến thời điểm không thể hoài cái lên á. Chị có chia sẻ gì với nhau về tao đi lên đây? Thực sự đó, không phải ông trò của mình mà là chỉ là hai người cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Biên Linh cũng là người thầy của mình cũng là Linh, hai người cùng chia sẻ với nhau mà không mặn trò của mình nói như vậy là quá. Mai cũng học từ Linh rất là nhiều, Linh cũng vậy, hai bạn sẽ giúp nhau. Đôi bạn cùng tiến, chẳng hạn để mà mình sẽ có cái tuổi nghề của mình được dài hơn, trong cái khả năng của mình biết cái gì mình chỉ cho bạn, rồi bạn sẽ biết mình chỉ cho mình. Vậy chị có nhận xét gì về giọng hát của Á Hậu Thi Vân không ạ? Ai? Á Hậu Thi Vân á. Bởi vì hôm qua là cái ngày họp báo của Á Hậu Thi Vân thì cái lịch nó rất là dày đặc, mà chưa có sắp xếp để mà qua để cho mình Thi Vân. Thì Thi Vân mới là học Mai đây thôi. Thì Mai đang cho Thi Vân để mà hiểu rõ hơn cái người bạn đồng hành của Thi Vân. Từ những ngày cuối cùng để mà cố gắng có thể đạt được những điều đó, đó diễn viên bây giờ học được lại. Ôi trời ơi. Chào các bạn ở thế giới model. Theo thế giới model, em Cindy Thái Tài. Nhớ luôn luôn theo dõi để biết nhiều cái tin động trời cũng như là giật gân từ cái pay này nhá. Vô quầy celeb á, quầy người khách mời em lấy vé thì con sẽ đến nhá. Chưa. Hả? Chưa.
mai đây luôn nha em ạ. Cũng nhờ sự có mặt của đồng Duy Văn ngày hôm nay mà Tiến quyết định là hai đứa Tiến sẽ chơi lại với nhau từ đầu nha mọi người. Tạm đình chỉ cái vụ nghỉ chơi nha mọi người. Và tiếp theo ở thảm đỏ xin được trân trọng chào đón nghệ sĩ ưu tú Công Ninh và diễn viên điện ảnh Kiều Trinh. Xin trân trọng kính mời ạ. Xa xa là một cái bà chị rất là vui tính, rất là dễ thương và vừa rồi cũng góp phần hỗ trợ Tiến hết mình trong cái chiến dịch 15 MV quảng bá cho Hạnh Phúc Máu. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Thảo Trang. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu. Xong thủ tục check-in và đã có cái vé xem phim của mình rồi thì quý vị hoàn toàn có thể tiến vào bên trong và bước xuống tầng bên dưới để tham dự buổi tiệc và tiết mục của Finger Food cho quý vị có cái không gian bóc trong thời gian chờ đợi bộ phim Hạnh Phúc Máu được công chiếu cho mọi người ạ. Tiếp theo ở thảm đỏ bây giờ là hai cô em rất là xinh đẹp. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu ca sĩ, diễn viên, MC Đỗ Phú Quý. Hiện tại mọi người biết không, Tiến nhìn thấy từ xa rồi đang đứng giờ ở thảm đỏ, đó là hai người mà Tiến vô cùng yêu quý. Tiến xin lưu ý với tất cả quý vị là quý vị hoàn toàn có thể tiến vào bên trong và bước xuống tầng bên dưới để cùng chúng tôi thưởng thức những cái món Finger Food mà Tiến đã chuẩn bị để phục vụ tất cả quý vị và được xem những cái phút giây đầu tiên của bộ phim Hạnh Phúc Máu được công chiếu. Và quý vị ơi, quý vị cũng đừng quên những suất chiếu đặc biệt của Hạnh Phúc Máu từ sau 18 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2022 trên tất cả các đài ở toàn quốc nha quý vị. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên Thanh Hoa. Tâm Anh. Kim Tình Khang. Xin trân trọng giới thiệu chương trình Quý Ông Hoàng Mỹ mùa đầu tiên mà Tiến vừa thực hiện.
Mọi người ơi, chỉ còn một ít phút nữa thôi thì chương trình chiếu phút đầu tiên nhất của bộ phim Điện ảnh Hộp Máu. Còn tất cả các quý vị thân yêu, thân thương, bạn bè của Tiến thì mình sẽ chụp hình sau khi xem phim xong nhé mọi người. Tiến Tiến và mọi người đứng chờ nãy giờ thôi. Mới lại luôn hả? Mới lại chụp hết vậy. Xin chào quý vị. Có điều bất ngờ cho chị yêu một người kia kìa. Cái gì? Nhiều bất ngờ lắm. Lên. Nói thay đi. Được có chết không? Chết đó, uống ly trà từ được hưởng gia tộc đó, chết đó. Ừ, lừa đảo lắm. Tắm cái mặt. Không, có nghĩa mình tự mình hưởng. Cho mình uống trà chết luôn, còn gì. Còn gì khốn nạn. Cảm ơn ai bởi vì tất cả chúng ta khi có nhau như một tập thể
đấy thì mới tạo được một cái sản phẩm như vậy. Cho nên là sẽ không có kỳ một cái sự nào đây, mà cái kỳ tối này sẽ là một buổi tối mình sẽ tốn rất nhiều công sức để tìm thấy tên của mình, chia sẻ với tất cả mọi người được như nhau như thế này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bế mạc thật là cảm động, thật là thành trọng. Xin cảm ơn các bạn.
làm xả lại. Thật ra là em mong đợi được nhìn thấy cái mông của anh Sơn, em cầm điện thoại sẵn luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng không thấy anh Sơn lừa em. Nhưng mà cũng rất là chúc mừng anh Sơn vì cái tóc đầu tiên rất là hot nha, thấy được cái lừa của anh Sơn. Kỳ vọng hơn đúng không? Kỳ vọng hơn đúng không? Em tưởng ở nhà là mọi người đều biết hết rồi. Em đâu được thấy đâu, có mỗi chị em thấy. Nói chung là cũng gửi cho nhưng mà không dám xem. Em nói vài lời với khán giả đi. Đây nhân vật đâu phải. Không, em là cái hài chung mà. Bạn ơi, chung mà. Nói bạn nào mà người cười cái đó mà. Lại cái nào hôn môi cơ mà. Không, hôn môi. Chú cố vô. Ăn có nhiều vô. Ngồi xuống nó lên không được. Ăn như heo á. Body shaming. Dám không? Dám tỏ không? Body shaming. Dám tỏ không? Em đâu có ăn nhiều đâu, anh nấu mì cho tụi em. Đi bay một trận đi nào. Đi bay một trận đi. Sao à? Dám đi bay với anh không? Anh Sơn phải không? Hai chị em có gì về trước chưa? Mình đâu có về chung nhà đâu, về chung. À thế là khói này không có tiền hả? Không, không thử vậy là không có tưởng à? Không à, tôi rất mệt rồi, tôi rất mệt rồi. Bây giờ bạn này là bạn gửi tôi về không? Bây giờ chị không có anh Sơn, anh Sơn về chung cũng được. Về thưởng đi. Thôi anh, thôi. Em coi phim sợ quá, xong rồi đứng cái đống tay. Sợ. Em quá nhiều, giật mình. Họ chị ơi, có ma không? Bao giờ thấy cái mông của anh Quang Sơn? Tôi đợi thấy cái mông nhưng mà không có thấy cái mông. Thấy được cái đồ thôi, chắc không có thật. Nhớ không có thật. Nhưng thật là giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Anh chụp một năm mới quay nhờ, hết chiến rồi. Đỡ chưa?